tin khá là vui, đó là ngày hôm nay Hà đã bỏ ra một cái số tiền khá là lớn để mời tới đây một siêu mẫu. Cô này thì kiểu mới nổi dạo gần đây và ba vòng hết sức là bốc lửa. Bây giờ chúng ta sẽ gặp cô siêu mẫu đó nha. Và cô ấy đã tới rồi đây, các bạn hãy cho mình một tràng pháo tay. Chào các bạn đi. Hello, mình xin chào các bạn. Trời ơi, dạo này là một bút lịch sử. Xin lỗi các bạn, sự cố kỹ thuật thôi. Và các bạn thân mến, cũng kể từ tập này trở đi thì nhân vật này đây, bạn ấy tên là Há, là bạn thân của bạn Hạ, sẽ cùng các bạn đồng hành trong một chuỗi series khá là dài tập, đó là DIY. Và Hạ biết là con gái của tụi mình mà có rất rất là nhiều người yêu thích thời trang, nhưng mà cái vấn đề đầu tiên đó là tiền đâu. Bởi vì khi có tiền thì mình mới có thể mua sắm mỗi ngày, cũng như là mình theo đuổi được một cái vòng tròn thời trang luôn biến đổi đa dạng như thế. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, đối với bản thân của Hạ không phải là một người có quá là nhiều tiền và lúc nào cũng mua sắm đâu. Nhưng mà Hạ có một cách đặc biệt hơn, là Hạ sẽ sử dụng những cái bộ đồ trang phục tưởng chừng đã cũ, đã lỗi thời rồi, để mình tái chế, mình may lại trở thành một cái bộ trang phục kiểu hợp thời hơn bằng đôi bàn tay của mình thôi à. Và các bạn ơi, trước khi bước vào cái chuỗi DIY dài hơi này thì Hạ sẽ có 3 lưu ý nhỏ. Đầu tiên, bản thân của Hạ không phải là một nhà thiết kế thời trang hay là một cô thợ may chuyên nghiệp. Hạ đơn giản chỉ là yêu thích thời trang và đam mê nó, đam mê tạo ra những cái sản phẩm mang cái phong cách cá nhân của mình. Và Hạ làm hoàn toàn bằng bản năng, cho nên là sẽ có nhiều bạn nói trời, chắc là Hạ nó đi học rồi, nó đã đào tạo qua trường lớp gì thì nó mới làm như thế. Không không các bạn ạ, Hạ cũng như các bạn cũng bắt đầu bằng một cái việc là say mê và một chút khéo tay, một chút kiên nhẫn thôi. Và điều thứ hai đó là nếu mà bạn có máy may và biết sử dụng máy may thì rất tốt, nhưng mà không có cũng không sao cả. Bản thân của Hạ trước khi có máy may thì Hạ cũng chỉ tập tành và may bằng kim, bằng chỉ hết sức bình thường. Nhưng mà điều đó thì nó mất thời gian hơn một xíu. Và điều thứ ba đó là trong thế giới thời trang muôn màu muôn sắc, và cái định nghĩa về phong cách cũng như là cái gu, cái đẹp của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Có thể có những món đồ rất là phù hợp với Hạ và kiểu Hạ cực kỳ thoải mái luôn ấy, nhưng đối với các bạn thì chưa chắc là đẹp. Thì Hạ nghĩ là các bạn cứ xem những cái sản phẩm của Hạ như là một cái sự giải trí trong những lúc các bạn mệt nhọc. Nếu mà các bạn có thể làm theo những cái gì trong tầm tay của các bạn được thì Hạ rất là vui. Còn nếu các bạn cảm thấy nó khó quá thì mình có thể bỏ qua, hoặc là những cái nào không phù hợp với bản thân của các bạn thì các bạn cũng không nên làm theo đâu. Và Hạ hy vọng là các bạn vẫn luôn enjoy với những cái video clip đều đặn của Hạ vào mỗi thứ ba và thứ sáu hàng ngày. Bây giờ thì Hạ không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Vô. Đây là chiếc váy hoa Hạ muốn DIY nè. Lý do lớn nhất để Hạ quyết định làm lại đó là kiểu dáng đầm xòe này khá là đơn giản, với phần thiết kế đằng sau là lưng thun và họa tiết thì có vẻ hơi dài dặn so với Hạ. Ngoài cách mix với áo phông trắng ra thì Hạ nghĩ là chiếc đầm này khá là khó trong việc phối hợp quần áo và phụ kiện với nhau. Chính vì vậy mà Hạ mặc chỉ một hai lần gì đấy thôi à, là xếp tủ cho tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà có một cái là chất liệu linen khá là đẹp nên Hạ quyết định thiết kế lại để có thể sử dụng được nhiều hơn á. Đầu tiên là Hạ sẽ cắt cọng thun đằng sau váy ra và giữ lại đoạn thun này. Sau đó Hạ sẽ cố định chiếc váy trên mình bạn Há xinh đẹp bằng kim cúc để bắt đầu thiết kế thành một chiếc áo. Hạ dùng phấn để vẽ phác họa những cái đường cắt. May mắn là số đau của bạn Há cũng na ná của bạn Hạ, nên là Hạ không lo lắng quá nhiều về độ chính xác tuyệt đối. Sau khi vẽ xong thì Hạ sẽ dùng kéo cắt theo cái đường phấn và chỉ giữ lại những miếng vải theo cái ý tưởng của mình thôi. Ta-da! Giờ thì Hạ đã có 5 miếng. Miếng số 1 thì nằm dưới phần chân ngực, miếng thứ 2 và 3 thì nằm ở phần hai bên nách. Hai miếng còn lại sẽ thành một chiếc nơ khá là xinh xắn. Nói chung thì Hạ tận dụng triệt để tất cả mọi thứ. Và giờ thì đến lượt lưng váy. Hạ sẽ cắt em nó để tạo thành hai sợi dây vai, và Hạ sẽ dùng kim cúc đính thử vào xem nó có fit chưa. Và giờ thì Hạ sẽ tháo từng miếng rời ra để mà may đính lại. Xong rồi nè, bây giờ mình ướm lại trên mình bạn Há một lần nữa xem sao ha. Mọi thứ thì đang diễn ra như đúng kế hoạch và Hạ đã khá hài lòng rồi. Việc còn lại là may thân sau nữa thôi. Hạ sẽ lấy mảnh vải còn lại để cắt thành hình chữ nhật. Lưu ý là Hạ sẽ không để sát vào mà sẽ dư ra một chút xíu để dễ trồng đầu khi mặc. Và cái đoạn vải thì Hạ sẽ dùng một cái đoạn thun lồng vào sau. Bây giờ thì mình may nhé. Giờ thì Hạ sẽ giải quyết phần đính sợi dây vào thân sau bằng một bộ dụng cụ tăng giảm dây. Và Hạ chuẩn bị một đoạn vải hình chữ nhật lồng vào vòng tròn trước và may đính vào thân sau luôn. Miếng còn lại thì Hạ sẽ lồng vào sợi dây của thân trước như sau.
có thể thun ngắn hoặc là thả dài dây theo kích thước mà Hạ mong muốn. Cuối cùng thì Hạ sẽ may thân trước thân sau lại thôi. Xong rồi nè, bạn nhớ coi đến cuối clip để xem Hạ mặc vào người như thế nào nhé. Đây là chiếc quần jean Hạ lại tiếp tục DIY. Lý do lớn nhất là chiếc quần này đã quá là lỗi thời. Bây giờ Hạ sẽ quấn áo lên để các bạn nhìn rõ hơn nha. Thứ nhất là cái đáy quần quá ngắn sẽ lộ bụng mỡ và khiến lưng của Hạ dài ra, trông rất là mất cân đối. Thứ hai là cái lưng quần này khá rộng khiến Hạ vô cùng khó chịu. Đây, bạn thấy Hạ lộ khá là nhiều khuyết điểm như là đùi thô nè, mông to nè và chân ngắn khi mà diện chiếc quần này phải không? Vậy đến lúc mình phải ép năm lại ơi. Đầu tiên Hạ sẽ gấp đôi chiếc quần cho thẳng thớm và dùng kéo cắt theo chiều dài mà Hạ mong muốn. Tiếp theo Hạ dùng kéo nhỏ để tháo chỉ rời ra hai bên mép đùi trong. Các bạn nhớ tháo cả đáy trước và đáy sau luôn nhé. Rồi bạn đắp chéo hai vạt lại với nhau, dùng kim cúc để cố định chúng lại. Hạ không vội vứt đi hai ống quần mà cắt nó ra như thế này. Xong rồi Hạ sẽ lồng phía dưới hai vạt đắp chéo. Hạ đang phân vân giữa ba ống chỉ là kem, vàng đồng và nâu sẫm. Và cuối cùng thì Hạ quyết định dùng ống vàng đồng vì nó khá là phù hợp với đường chỉ cũ. Giờ thì may tất cả vào nhé. Hạ dùng kéo cắt những vải thừa phía trong cho gọn gàng và không bị cộm khi mặc lên người á. Giờ thì mình sẽ lộn ra phía ngoài, dùng thước vẽ phác họa đường lai váy và tạo một cái độ ngắn phù hợp. À, xí, Hạ có một cái mẹo hay ho Hạ muốn chia sẻ, đó là bạn hãy gấp đôi váy lại, tạo một cái vòng cung từ hai bên sườn để váy trông xinh hơn. Và bạn nhớ dùng tay để vò đường lai để tạo tua rua nhé, trong chiếc váy sẽ bụi bặm hơn và fashion hơn nữa đó. Bây giờ thì mình sẽ giải quyết phần lưng rộng. Và đây cũng là một mẹo hay ho Hạ muốn chia sẻ cho những bạn có size quần hay là size váy vừa mông nhưng mà bị rộng lưng như Hạ nè. Hạ sẽ dùng lại đoạn thun lấy ra từ chiếc váy đầu tiên và sẽ tạo hai cái lỗ cắt hai bên lưng như thế này. Xong Hạ sẽ dùng kim băng để luồn sợi thun vào hai lỗ đấy và may lại thôi. Khá là đơn giản và Hạ nghĩ là các bạn sẽ làm được thôi. Bây giờ thì Hà và Hà xin chào các bạn đây. Bye bye. Bye bye nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye các bạn nha.